vì nó là thiết kế cho cái người đạp xe ấy. Nó phải phục vụ cho cái việc. Ở đây cái homestay này mình rất là thích. Thì cảm giác nó đúng là người ta để đồ như ở nhà ấy. Ai thích có thể mang đồ đến. Maybe after the visit with your parents. I don't remember at all. I don't remember going there with you. Believe me. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Valerie. Hôm nay là ngày 3 tháng 5, tất cả mọi người đã quay trở lại làm việc nên cái khu du lịch này nó vắng như chùa Bà Đanh. Và mọi người nhìn xem, mùa hè đến thật rồi, nắng chói chang và bỏng cả người. Mọi người có mình muốn biết mình ăn mặc thế nào không? Kính râm, cặp kính thần thánh cho mọi chuyến đi nhất định phải có, nếu bạn không muốn bị nhau mắt. Và bây giờ mình thích mang cái đôi găng tay này, rất tiện lợi. Cái găng này nó không hề bị nóng đâu mọi người ạ. Vải nó mỏng lắm ấy, nhưng mà mặc nó dễ chịu lắm, vẫn trông nóng tốt. Mỗi tội là mua đôi găng này thì nó cũng hơi buốt giá một tí, bởi vì nó là thiết kế cho cái người đạp xe ấy. Nó phải phục vụ cho cái việc bay hơi nhanh, nên khô, thoáng mát, dễ chịu cho người đạp chẳng ra. Nên là tất cả các hàng mà liên quan đến đồ đạp xe, quần áo, giày dép đều đắt à, vì nó thiết kế những chất liệu đặc biệt. Chồng đã cười hôm nay ở quán cà phê ngay gần đây mà nhìn ngoài thì không đẹp, nhìn trong rất ổn. Ok, only Vietnamese. Trong cái quả công nghiệp này nhìn nó dã man không? To khổ luôn rồi đấy. My plan. You want to lose weight a little bit? We have a good food last night, and every day we will have this. I just want to make your belly small. You see? Here is my matcha and sugar. Oh, good as well. No. Sweet, soft sweet. That's it. I hope we can find something to eat for you.
tiềm năng hết đây này, cũng không quá buồn tẻ đâu. Quán nhỏ quán xá, rửa xe mỹ yên, còn có cả cái hình biểu tượng trái tim như kiểu ở chỗ cầu tình yêu Đà Nẵng ấy. Từ cái hồi cái đấy ra cái biểu tượng này xuất hiện khắp nơi, mỗi nơi nên tạo nên một cái hình biểu tượng cầu tình yêu, chứ cái chỗ nào giống nhau thì muốn chết rồi. Oh, I smell something. Food around here. Ah, cơm. You want to eat cơm? Đây có đồ ăn rồi. Không biết này đâu là bán. Here. You want noodle? I'll go around. Oh, bread. You want to get some bread over there? Bây giờ trời nóng này, nhìn cái bát nào mà nóng hổi bốc lên mặt thì cũng thấy nghĩ mà cũng thấy mệt mỏi thật. Như kiểu ăn xong là được tắm hơi, xông hơi vậy, ăn như ăn lẩu ấy. Nhưng mà ở đây nó vậy thôi. Người Việt Nam mình ăn bún phở bữa sáng mà. Thấy bình thường, anh ấy thì không quen. It's not so interesting bread here. They come from the south. That's why good. Lượn vài vòng quay hàng ăn bún cơm phở, cai nghĩ đều lắc đầu vì nghĩ đến cái cảnh trời nóng này mà ăn đồ nóng hầm hập lên không chịu nổi. Rồi tụi mình lại tạt qua hàng bánh mì sau khi ở đấy mua một ít bánh mì để ăn buổi trưa hôm nay. Khi lượn qua hàng hoa quả mình không thể không mua một ít, bởi vì hàng ngày mình ăn hoa quả nó quen mồm rồi, cho nên thiếu hoa quả hàng ngày cảm giác như thiếu thốn một cái gì đó. Hoa quả ở đây không phải là người dân trồng đấy. Theo như mình quan sát thì số hoa quả này đều được trồng từ khu vực các tỉnh phía Nam đưa vào, nơi mà có nguồn nước dồi dào cộng với phù sa từ sông Mekong đổ về. Một tay nước thôi. Okay. Bao nhiêu xoài bao nhiêu ạ? Ba lăm, ba lăm, ba lăm, một cái nọ chân bảy chục nghìn, bảy năm hai mươi, hai chục nữa thôi. Cái này là 43 nữa. Ngon, cái nhận ngon. 43. Cái nhận này chính là 40 đi. Okay, done. Coffee. Coffee? Behind you, but Okay, they already bought the cup here. Bây giờ rửa một ít đồ cho các anh ấy ăn. Yes. Ở đây cái homestay này mình rất là thích. Thì cảm giác nó đúng là người ta để đồ như ở nhà. Ai thích có thể mang đồ đến, đi ra chợ mua về đồ lên nấu cũng được. Một ốc đảo nhỏ bên bờ biển. Đây là đồ bánh mì mình mua về, còn đây là trứng của homestay. Ở đây thì giá người ta đặt luôn là 8.000 một quả. Bây giờ mình sẽ tráng cho các anh ăn. Đây đắt hơn tí cũng được, nhưng mà thấy trứng to ngon lắm. Đây ở đây cũng cẩn thận hết. Đây chén trứng với bánh mì rồi anh ấy. Mà sao cái chảo này nó sát thế nhỉ? Tưởng không sát và lại bị sát này. À, chảo trước cũng đàng hoàng tử tế lắm nhá. No spatula here. Yep. Sorry, make a break. Bánh mì với trứng ăn đơn giản vậy. Bỏ trứng của mình đây, vỡ tan tành, sắc vào. Longan. It's not the right season, but in the south they grow around the year. That's why we can have longan in this season. Did you try this? Not yet. See, we come here around 7. We turn the passport and we pay the on the expense. So we go early and make breakfast. Yeah. She will come at 7. We get on the road. Mm-hmm. And ride some before it gets too hot. We will grow away, grab some water. Yeah. How's the bread here? I will try this one. That's good. I like this bread. It's soft. Trình bộ làm bánh của người Việt mình không tệ lắm nha. Chồng mình đã hướng dẫn anh nào luôn ăn nhãn. But you will you'll get more juice on your fingers by doing it. Don't use the hand. Can't do that. It's small by. So bread eat it. I used to eat this way. I didn't know that method. I remember I show you. Let me see. Turn this side. Yeah, look at me. Choose the hardest part to a little bit. They will spread. If you want eat faster, you have to know the technique. Ăn nhãn phải có kỹ thuật chứ đùa. I think it's sweet. They're pretty good. They're not bad, but the really good ones are sweeter. Nhiều khi không dám mua nhiều, sợ anh ăn nhiều tiểu đường chết. Mà đúng một nhãn nó ngon, trời, rẻ, khủng hoảng. Tính ra 1 đô là nhiều, ngon nhãn ngon, 1 cân.
Hôm nay là một ngày nhà mình tự do ăn chơi ngủ nghỉ ở đây và không đi đâu cả. Thật ra thì cũng chưa biết đi đâu chứ không phải là không đi đâu cả. Sáng cũng đi long quăng một số chỗ rồi. Chiều giờ tụi mình ăn xong bữa sáng lúc mấy giờ nhỉ? 11 giờ. Thành ra nó thành bữa trưa mất rồi. Bây giờ mới đi xuống xem ngắm nghía ở đây một tí. Và mình muốn review một tẹo cái nhà nghỉ này như thế nào. À không, đây là cái homestay. Xin lỗi mọi người. Homestay nhá. Homestay này được cải tạo từ quán cà phê. Chắc là quán cà phê ở đây người ta làm ăn không tốt bằng việc mở homestay nên là người ta mở homestay. Nhiều video trước mình cứ bảo đây là ốc đảo. Bởi vì mọi người nhìn này, họ trang trí rất là đơn giản mà lại rất là tinh tế, đẹp, còn đẹp hơn cả một số khách sạn mà 3 sao ấy chứ không đùa đâu. Homestay này chỉ có 2 cái phòng ngủ cho nên là lúc đặt phòng mà nó đấy hết thì có nghĩa là hết, bởi vì người ta sẽ bán cả một cái căn đây cả. Mọi người nhìn cái căn nha, bán hết cả cái căn đấy luôn, cho nên là chỉ có một phòng thế thôi và ở được với hôm mình tối đa nếu là một gia đình thì sẽ ở được khoảng 6 người, 6-7 người, đây hơi chật một tí. Còn nếu mà như mình đây chỉ được 3 người hoặc là 4 người thôi. Và ở rất là ổn đúng không? Mỗi tội ở trên đây có một điều là toilet lại không nằm giữa hai phòng, nó lại nằm lọt vào trong một phòng nên nó hơi bất tiện. Còn các bạn nhìn đàn cá này, họ thấy người vắt là nó cứ lao lao rồi những người đòi ăn ấy. Nhưng mình tưởng mình cho ăn, nhưng mình không dám cho ăn bởi vì ở đây đồ ăn nó có riêng ấy. Ăn lên thiên nó bẩn nước, nó chết cá người ta ra nên mình không dám. Còn bây giờ mình sẽ vào làm một việc rất là trọng đại. Đấy là đi gọt xoài và dưa hấu để làm một bữa ăn nhẹ buổi chiều, hoặc quả chiều. Thay vì ăn một cái gì đấy, bởi vì ăn cái gì bây giờ tụi mình cũng nị lượng giảm tiêu rồi. Thôi để tối ăn thể cho nó no. Nào, đi bầu quả dưa hấu. Hôm nay hoa quả cố mà ăn cho nó xong đi mọi người ạ. Mai đỡ phải xách nặng. Đến chỗ kia thì lại đi mua hoa quả mới sau. Mình thích cái chỗ này là bởi vì có cái phòng bếp, rất là tiện. Hoa quả mua về ăn uống tẹt ấy. Như nhà mình ấy. Đối với mình thì ở như nơi này mình rất là thích nhá. Homestay kiểu này chất lượng. Một căn này là 3,5 triệu. À, thật ra là không nên 3,5 triệu, cứ cho là 1,8 triệu một đêm đi thì cũng rẻ mà. Hai phòng ở nguyên một nơi, nghe thì nó cũng hơi đắt đấy. Đúng là giá nó bằng một khách sạn 3 sao đấy. Nhưng mà ở này nó cảm thấy mình được tự do, kiểu như ở riêng biệt, không chung đụng với ai ấy, mình thấy thích. Xoài mua ở chợ bây giờ lôi ra để ăn. Quả này nó nặng lắm đấy. Quả này phải nửa cân đấy chứ đùa. Bữa trà chiều đây, của tôi có cái này nữa. He doesn't go down to sleep. I don't know if he's awake or asleep or what. Oh. Đây, tea break kiểu mới đây. Oh, you open already? The sauce? How do you feel? It's spicy. Oh, why is it spicy? Do you want to torture me? Spicier than we get in Hanoi. In Hanoi, sweet. This mango is really good. You don't need the sauce? No. I should buy it in Korea, it's sour. Mango is really very sweet. Season the mango. So, Aaron, good news. We got a hotel tomorrow. Tomorrow? 45 kilometers. Okay. And then the following day will be 36 to... Aaron, do you know the Vietnamese love eat all kind of food with salt and pepper? A chili. Have you heard that? Try it. Yeah, I tried once. It's pretty good. It is a salt, don't... It's actually, like I told you, usually when they have underripe on the green side, the fruit can be quite sour. Wow. And it really, the salt well. And chili really balances well with that. With the sweet fruit, not so much. Yeah. Still okay, but I think the Mexican also, they do that. They put chili on mango. But this one from the south, Tây Ninh, Mekong Delta. Tây Ninh, where we visit Cu Chi tuna. We used to visit there. You remember? The tiny... tuna underground. I went with my parents. We go together. You were there? me. You were there. Oh, you went with me. And you? With me? No, yeah. No. Gucci tunnels? I went with my parents. Now I show you the picture. You visit also, but you forgot that. No, those were different tunnels, I think. Now it's same tunnel. If you Gucci is the same, just one in... No, the only tunnels I went with you to were the ones in Dien Bien Phu. Dien Bien Phu. I'm telling you, it wasn't. No, I show you. Maybe that was your other boyfriend. I had a picture about that. Okay. You better show me pictures because in my memory, I went to Cu Chi tunnels with my parents when they were visiting. Could be also at that time.
The belly is too big, you couldn't go through the hole. I couldn't fit in the hole. I remember that. And what with you? I don't remember that. Maybe after the visit with your parents. I don't remember at all. I don't remember going there with you. Believe me. Believe you? You're gonna I have the picture, so I will show you. You're going to have to show me the pictures, because I don't think... Because you're only the boyfriend and husband travel with me. All right, you say so. I just don't remember when that was. Oh my God. Vì homestay này ở riêng biệt hoàn toàn nên một khi khách đã lưu trú ở đây thì đều có thể làm gì tùy thích, ghi lại một số hình ảnh tập yoga ở đây coi như đang ở một resort sang trọng, chill chill và ghi lại hình ảnh đẹp để ghi nhớ thôi. Và cảm ơn mọi người đã xem video đến đây nhé. Hẹn mọi người trong video tiếp theo và những hành trình khám phá vô cùng thú vị ở đây.